xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Em tên Nguyễn Ngọc Thi Hương, là học sinh lớp 1E, trường tiểu học A, thị trấn Mỹ Luân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, là người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh của người được lưu giữ trong trái tim mọi người Việt Nam. Trong muôn vàn tình yêu của người dành cho nhân dân, luôn có một tình yêu thương lớn dành cho các cháu thiếu nhi đi đồng. Những câu chuyện về bác tuy đơn giản, nhưng luôn mang tính giáo dục cao và để lại nhiều bài học sâu sắc. Đến với hội thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến 2023, chủ đề sách lan tỏa tri thức, em xin gửi đến câu chuyện Giữ Lời Hứa, được trích sách Sáu Hoa Đạo Đức lớp 3 do nhà xuất bản Giáo Dục phát hành. Chuyện kể rằng hồi ở Bát Bó, bác Hồ sống rất trang hòa với mọi người. Một hôm, được tin bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên bác chạy đến cầm tay bác thưa: "Bác ơi, bác đi công tác về, nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé." Bác cúi xuống, nhìn em bé âu yếm, so đầu em khẽ nói: "Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào bác về, bác sẽ mua tặng cháu." Nói xong, bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn 2 năm sau, bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón bác. Ai cũng vui mừng sướng sức, hỏi thăm sức khỏe bác. Không một ai còn nhớ chuyện năm xưa. Bỗng, bác mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh, trao tặng tay em bé. Bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói: "Cháu nó nhờ mua, tức là nó thích lắm. Mình là người lớn, đã hứa thì phải làm được. Đó là chữ tín. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người." Câu chuyện em vừa kể nghe thật giản dị nhưng là bài học vô cùng sâu sắc dành cho chúng em. Bác Hồ là người bận trong công ngành về, nhưng bác luôn giữ lời hứa với mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Chúng ta phải biết tôn trọng chữ tín bởi nó là nền tảng hành vi đạo đức từ xưa đến nay. Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội, cho nên việc bể tín không chỉ làm xấu bản thân mà còn gây tác hại đối với người khác. Lòng tin bắt nguồn từ xã hội, hướng tới cái thiện. Chữ tín trở thành phạm trù đạo đức trong mối quan hệ ứng xử giữa con người với con người. Là một người học sinh, em luôn giữ tín trung thực, thật thà và đặc biệt luôn giữ lời hứa với mọi người. Và cháu hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để trở thành cháu ngoan bác Hồ. Chuyện em vừa kể đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các bậc phụ huynh và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.